Xin chào các bạn khán giả thân mến Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống Ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với tập 7 của cực phẩm tiên hiệp Thương Thiên Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện Và có thể donate để ủng hộ kênh Động viên Đình Duy Mời Đình Duy một ly cà phê theo đường link tài khoản được gắn ở phần mô tả Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 7 Thương Thiên nghe được rát vách tường có tiếng người, nhạc phàm lập tức quay lại nhìn. Phát hiện có một người từ đống dâm khô đi ra. Hắn nhìn kỹ lại thì thấy một lão nhân dầu tóc rậm rạp, chừng 7-80 tuổi, mặc trên người một chiếc áo cũ kỹ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện một cuộc đời tang thương. Bên dưới khóe mắt lão có một vết sẹo khiến cho khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Nhìn lão nhân tiến lại, nhạc phàm thầm nghĩ. Nguyên lại tầm nhìn của ta bị đám dâm khô che khuất, khó trách vừa rồi không phát hiện ra có người. Xem ra sự cảnh giác của ta chưa được cao rồi. Lão nhân ra, xin chào người. Đối với người già, nhạc phàm tỏ vẻ vô cùng tôn kính. Lão nhân thấy nhạc phàm tức thì sửng sốt, thầm nghĩ. Ta không có hỏi mắt chứ. Nghe thanh âm của hắn chắc chắn không phải là của một lão nhân. Thế nào mà tóc lại bạc trắng như vậy? Về mặt lộ vẻ không thể tin được. Nhạc phàm thấy vậy biết ngay lão nhân này đang nghĩ gì. Vì vậy hắn vuốt mái tóc trắng không ngần ngại nói. Không có gì. Chỉ là lúc nhỏ vẫn bối mắc bệnh. Sau khi lành lại thì biến thành ra như vậy thôi. Sau một hồi rừng sốt, lão nhân lắc đầu nói. Người không cần phải giải thích. Ta đã sống đến từng đầy tuổi rồi. Chuyện ngạc nhiên cổ quái gì mà chưa từng thấy qua chứ. Bản thân ta đương nhiên có thể nhận ra. Thiếu niên tóc trắng, ta thấy được trong ánh mắt của ngươi vẻ bi thương. Xem ra, người cũng là kẻ có nhiều cố sự nhà phàm không trả lời mà ngơ ngác đứng nhìn chăm chú lão nhân này lão nhân bước qua đám rơm khô thở mạnh nói tiểu tử ngươi thế nào mà không có chút lễ phép thế Cứ rực mắt nhìn trọng chọc lão nhân giả ta chẳng lẽ không ai dạy ngươi tổn lão ái ấu hay sao nhà phàm thẳng thắn đáp có lão nhân nghẹn giọng ngươi vẫn nhìn ta như thế à vạn bối hiểu tiền bối thật không đơn giản à? sau một lúc trầm ngâm lão nhân lên tiếng hỏi tiểu tử người tên gì lý nhạc phàm lão nhân khinh thường nói <laughs> tên người thật bình thường kẻ nào đặt tên cho người đúng là không có học vấn nhạc phàm nhíu mày đáp tên là do phụ thân vận bố đặt cho phụ thân quả thật chưa từng đọc qua kinh thư nghe nhạc phàm trả lời như vậy lão nhân cũng cảm thấy chán nản nói người đúng là một kẻ nhàm chán nhạc phàm cũng trầm mặc sau một lúc lão nhân thật sự cảm thấy khó chịu Trước kia thì không có kẻ nào vãng lai tới đây, nhưng hôm nay tự nhiên có kẻ đến. Nếu không tán gẫu với hắn, chắc lão phiền muộn đến chết mất. Bật đặc dĩ lão đành phải nhìn nhạc phàm nói. lấy nhạc phàm, ngươi thế nào mà phải vào đây, lại còn bị giảm giữ ở thiết lao? Nhạc phàm thật thà đáp. Vạn bối bị hãm hại. Ha ha ha, ha 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 ha, ha Lão nhân cười tỏ nói, kẻ nào vào đây đều nói bản thân bị oan uổng. Thật sự kỳ lạ mà. Người sao lại không nói gì vậy? Lão nhân hỏi. Tiền bối không tin. Vạn bối có nói cũng vô dụng. Lão nhân nói tự nhiên. Ta không tin người cũng có thể nói. Nói đến khi tin người mới thôi. Ai? Người thế nào lại không nói gì vậy? Muốn làm lão nhân ta phiền muộn à? Ta tin, ta tin, được chưa? Đều là do ta không tốt. Lão nhân vẻ mặt oan ức nói. Nhạc Phàm nói: Tiền bối thật sự muốn nghe?" "Đương nhiên là muốn." Lão nhân khẳng định đáp. "Hôm nay, Vạn Bối vào thành, vốn là muốn mua một vài thứ về cho tiểu muội." Nhạc Phàm bình tĩnh kể lại chuyện phát sinh hôm nay, đến lúc kể bị bản thân ám mại thì ngữ khí cũng hết sức bình thản, tựa như mọi chuyện đối với bản thân đều chẳng có khác lạ gì. Nghe Nhạc Phàm kể xong, lão nhân trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Lúc ấy, ngươi hận hay không hận những người đó?" đặc biệt là với cha con nhà mãi võ đã làm hại ngươi. Hận, bây giờ thì sao? Khinh thường, thế nhân giai Trọc nhĩ độc thanh, nghĩa là thế nhân vận độc chỉ có ngươi là trong sạch. Người nói, ngươi là chọc hay bọn họ là thanh? Nhạc phàm dụng mình nói ngay, vạn bối chỉ là vạn bối thôi. Tiểu huynh đệ, có muốn nghe ta kể chuyện xưa của ta không? không để ý xem nhạc phàm hồi đáp như thế nào lão nhân liền thở dài nói ta bị giam ở nơi này cũng đã lâu có thể là ba bốn năm rồi bất quá thời gian cụ thể thì ta không nhớ rõ được bởi vì hơn nửa cuộc đời của ta sau này đều trải qua trong tù nhạc phàm nghe vậy trong lòng cả kinh thầm nghĩ theo đời của lão nhân nói có lẽ lão đã ở trong tù đến ba bốn mươi năm rồi lão nhân cố gắng nhớ lại nói, ầy, ta nhớ rõ ngày ta bị tống giam vào trong ngục, có lẽ là năm vạn lịch thứ hai mươi tám, đúng rồi, người giúp ta tính xem đã bao nhiêu năm rồi. nhạc phàm sừng sốt lẩm bẩm nói, quả nhiên quá lâu rồi, năm vạn lịch thứ hai mươi tám cho đến bây giờ là năm sùng trinh thứ mười một, đúng ba mươi tám năm rồi. ha 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 lão nhân cười to nói, ba mươi tám năm. 38 năm rồi. Trong câu nói tràn đầy sự bi thương. Lão Phủ tên là Lệ Vân. Nằm vạn lịch thứ 16 đỗ tiến sĩ. Lúc ấy chính là lúc bọn ủy khấu xâm phạm vào mảnh đất thần châu chúng ta. Làm nhục quốc uy của thiên triều ức hiếp dân chúng. Ta không cam lòng nhẫn nhịn chỉ biết cầm bút, thế nên ta và người thân tham gia xung quân sát khấu. Khi đó ta không dựa vào hoàn cảnh cũng như chức quan, chỉ có thể bắt đầu làm tiểu tốt, bằng trí tuệ cũng như dũng khí của mình, ta trên chiến trường giết địch vô số, nắm trong tay bao nhiêu thành tích đáng tự hào. Sau hơn 10 năm chiến tranh kéo dài, ta đi từ chức đội trưởng dần dần lên tới thiên hộ, phó tham quân, rồi lên đến chỉ huy sứ, cuối cùng nhờ chiến công hiển hách nên được hoàng thượng phòng chức chấn cấu tướng quân đóng ở một vùng duyên hải có thể nói ta đem hết tài sức lực của bản thân để cống hiến cho cuộc chiến bảo vệ quốc gia ngữ khí xa xăm như là cảm khái như hối hận như phẫn nộ và có chút bất đắc dĩ nhạc phàm nhìn vì lão nhân vì nước vì dân này trong lòng tràn ngập kính nể mặc dù hắn trong lòng căm giận thế tục nhưng cũng không vì thế mà có thành kiến với tất cả mọi người ít nhất đối với những người tốt với hắn hắn đều nhớ rõ vì vậy hắn yên lặng lắng nghe tiếp lệ vân đưa tay lên ngực hỏi người có biết giá trị của một người lính không nhạc phàm lắc lắc đầu lệ vân có thút thống khổ nói đó là chiến tranh chỉ có chiến đấu mới thể hiện giá trị của người lính tiếp đó lệ vân lại hỏi người có biết người lính hy vọng nhất cái gì không nhạc phàm lại lắc lắc đầu lệ vân nói kỳ thật người lính hy vọng duy nhất là không có chiến tranh. Có chiến tranh thì có tử vong, không ai hy vọng bản thân tử trận. Rồi sau khi mình chết thì thân nhân lấy ai lo liệu. Hơn 10 năm chiến tranh, ta nhìn thấy huynh đệ chiến hữu từ từ rời bỏ mình mà đi, nhưng không thể làm gì được. Người nói xem, ta cho dù có làm được hoàng đế đi chẳng nữa thì có thể làm được gì đây lời nói đại nghịch bất đạo như thế nếu bị người khác nghe được khẳng định sẽ là tử tội có thể liên lụy đến những người xung quanh. bất quá nhạc phàm không có vẻ gì là khẩn trương ngược lại trên khuôn mặt chỉ có vẻ nhàn nhạt, nhạt. chiến tranh kết thúc sứ mệnh của chúng ta cũng kết thúc không còn có giá trị gì nữa trở lại kinh đô trong tâm trạng thất vọng chán nản ta nhìn lại những chiến hữu thần thiết của ta phát hiện người thì bị bỏ đói mà chết người bị bắt đi làm nô dịch kẻ thì bị bỏ rơi không ai chiếu cố người bị ức hiếp nằm đó ta với nghĩa đệ của ta cùng tổng quân nhưng vì cứu ta kết quả hắn bị khấu tặc giết chết trước khi chết nhờ ta cố gắng chiếu cố người thân của hắn lúc ấy ta đã đáp ứng khi ta tới nhà của hắn mẫu thần hắn bị người ta đánh chết còn nữ nhân của hắn không chịu bị làm nhục cũng tự vẫn mà chết điều mà ta không nghĩ tới chính là kẻ đã hại chết thân nhân của nghĩa đệ ta lại là con trai của binh bộ thượng thư chúng ta ở tiền tuyến cố gắng sức bảo vệ quốc gia nhưng những kẻ bại hoại này chẳng những hưởng thụ vinh hoa phú quý đến ngay cả thân nhân của bọn ta cũng bị chúng làm nhục Sao lại không khiến người người ghê tởm, sao lại không khiến cho mọi người phẫn nộ chứ? Sau khi ta biết được việc này, liền tố giác với triều đình, không nghĩ tới việc trong triều đình bọn chúng chẳng những cấu kết thông đồng với nhau mà còn giết người diệt khẩu, khiến cho không còn chứng cứ. Cuối cùng bởi vì không có chứng cứ, nên hoàng thượng cũng không hề hỏi tới việc này. Nhưng ta sao có thể để những kẻ bại hoại này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Vì vậy ta giận dữ sống đến bình bộ giết chết bình bộ thượng thư kia cùng với tám kẻ khác tiếp đó đến thượng thư phủ giết nhì tử hắn tổng cộng 26 người điều này thật sự vô cùng thống khoái quả thực còn thống khoái hơn nhiều so với việc chém giết khấu tặc ha 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 ha, 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 ha. lệ vân cười điên cuồng <cười> nhiều năm qua chưa từng cười lớn lệ vân đột nhiên bắt đầu ho khản dữ dội <laughs> thống khoái quả đi cũng là lúc đến sự việc trầm trọng hoàng thường sau khi nghe nói việc này thì trở nên đại nộ hạ lệnh bắt ta bãi bỏ chức quan của ta tống giam ta vào thiên lao nếu chỉ như vậy lão phù chết cũng cam lòng nhưng sự tình lại không hề đơn giản như ta nghĩ kỳ thật hoàng đế sớm đã hoài nghi về lão phù sợ lão phù càng được lòng binh lính nên lần này trị tội bất quá cũng chỉ là lấy cái cớ mà thôi ngẫm lại bao nhiêu năm rồi. Vị hoàng đế nào đối với kẻ nắm binh quyền đều luôn luôn tồn tại sự nghi ngờ. Đến ngày cả những người đứng đầu cũng không hề bỏ qua. Chiến sĩ vệ quốc giết địch, chết trên xa trường cũng không hối hận. Nhiều năm trung thành ngấm vào xương cốt, thế mà hắn trở mặt lạnh lùng. Lạ phù lúc tố cáo việc này trên hợp ý trời dưới tỏa lòng dân, cho nên chưa bao giờ có ý hối hận. Không nghĩ tới về sao hoàng thượng tự nhiên lại nghe những lời sảm ngôn chẳng những đem ta giam vào tử lao ngay cả những người thân trong gia đình ta cũng không buông ta tất cả đều bị bắt lệ vân nhắm mắt lại như không muốn nhớ lại quá khứ đau thương thống khổ trước kia tiểu huynh đệ người có biết lão phu vì sao vẫn còn sống đến bây giờ mà chưa bị giết không sau khi nhẹ mở mắt lệ vân hỏi nhạc phàm trầm ngâm một lát rồi nói bọn họ chưa giết tiền bối khẳng định là tiền bối vẫn còn có chỗ để bọn họ có thể lợi dụng lệ vân nhờ mắt nói hời đúng vậy chính bởi vì ta cất giấu trong lòng một bí mật kinh thiên cho nên ta đến bây giờ vẫn còn sống hơn nữa người thân mới có thể bình an lệ vân nhìn ánh trăng bên ngoài song sắt trong lòng tràn đầy tư niệm đêm nay nhạc phàm không hề tu luyện mà đóng vai là một thính giả trung thành Lặng lặng nghe vị lão nhân này Kể lại cuộc sống của lão trước kia Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi Không có ai bồi tiếp lão Nghe lão nói chuyện Cho nên lão nhân càng kể chuyện Càng có thêm sinh lực Không hề có cảm giác mệt mỏi Vì bí mật này Hoàng thượng bí mật tống giam ta Dùng nghiêm hình bức cung Phế bỏ võ công của ta Cắt đứt gân mạch tay chân của ta Cuối cùng đem người thân của ta ra ủy hiếp <tôi> ta không hối tiếc phải chịu sự đau khổ quá lớn như vậy. Bà vệ bí mật này không hề nói ra, bởi vì ta biết một khi nói ra bí mật này, ta với người thân tất cả đều bị diệt khẩu. Bọn chúng biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả. Vì vậy không biết bọn chúng kiếm đâu ra một dị sĩ muốn dùng mê hồn chi pháp để thôi miên ta. Hey, nhưng đối với kẻ đã có hơn 10 năm chinh chiến như ta, Ý niệm trong lòng sớm đã vô cùng kiên định. Thay vì thôi miên ta, dị chỉ kia bị phản phệ biến thành ngủ ngốc. <laughs> Khi đó, ta trong mắt chúng đúng là rất gan lì, khiến chúng muốn giết ta chứ không hề có ý định tha mạng. Nhưng chúng không hề tra hỏi được điều gì. Vì vậy, chúng đem ta nhốt vào tù, còn đưa người đến cảnh giữ. Vậy người thân của tiền bối ra sao? Ta cùng bọn họ lúc đầu bị tách ra. Sau đó, họ được những thuộc hạ trước kia của ta cứu ra ngoài. Vốn thủ hạ của ta cũng muốn cứu ta ra ngoài. Nhưng trong những kẻ cảnh giữ ta, có một số là đại nội cao thủ, cho nên bọn họ không thành công. Ngược lại, còn tử thương thê thảm. Ngựa khí có vẻ thập phần nặng nề, có thể từng đương được tình huống nguy cấp lúc đó. Cả quỳnh đệ của ta tịnh không hề bỏ cuộc, có cơ hội là bọn họ đều tìm biện pháp cứu ta, nhưng mỗi lần họ đến thì lại là một lần bị tử thương tê thảm, cho nên hoàng thượng đem ta giam vào tử lao, nhốt ta với phạm nhân khác cùng một chỗ. Hơn 10 năm trước, không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi hoàng thượng băng hà vẫn không có ai đến hỏi thăm ta. Đến vài năm nay ta bị đẩy tới nơi này, bất quá nơi đây cũng rất yên tĩnh ngoại trừ việc ngục tốt thường xuyên đưa cơm tới, thì bình thường không có ai đến quấy rầy, ngay cả phạm nhân cũng hiếm thấy. Sau khi bị bắt giam, không đến một ngày lưu lại ở đây đều sẽ bị chuyển đi chỗ khác. Xem ra nhà môn nơi này cũng không đơn giản. Vài năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên bị giam giữ ở thiết lao này. Càng kề đôi mắt lão nhân từ từ khép lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Kỳ thật Lệ Vân không biết, lúc trước hoàng đế vì giữ bí mật nên tuyên bố bên ngoài là xét lão tội chết cho nên chuyện của lão chỉ có vạn lịch hoàng đế biết hoàng đế vạn lịch trước khi băng hà chỉ đem bí mật này nói cho nhi tử của mình lúc đó là thái tử chu thường lạc sau khi vạn lịch băng hà các vị hoàng tử và vương gia vì tranh đoạt vương vị cho nên tịnh không hề để ý đến lão nhưng người tính không bằng trời tính thái tử chu thường lạc sau khi lên ngôi hoàng đế được một tháng thì bị hại chết cho nên lệ vân bị quên lãng ở trong tử lao mãi đến năm 1630, Sung Trinh hạ lệnh chỉnh đốn Thiên Lao, đem tất cả tử tù đầy đến Đại Lao của chữ Huyền Thành, nên Lệ Vân cũng được chuyển tới đây. Căn cứ theo luật của Đại Minh, tất cả tử tù đều có những mối liên hệ quan trọng, phải được canh giữ tốt, không để xảy ra sơ sót gì. Cho nên cho tới bây giờ, lão sống cũng tốt lắm, Ngoài trừ việc nhiều năm tịch mịch cô độc mà thôi. Ngày hôm sau, Lệ Vân tỉnh dậy từ sớm, lão thấy nhạc phàm đang ngồi đả tọa sát vách tường, nên không quấy giày mà ngồi trên mặt đất nghĩ ngợi điều gì đó. Sau một lúc, nhạc phàm đột nhiên mở to mắt nói: Ngục tốt đến rồi. Lệ Vân nghe vậy liền dùng mình. đã biết một hồi nữa Ngục Tốt sẽ được cầm tới, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: ngợi sao mà biết được? Nhạc phàm đương nhiên không nói là do tinh thần lực của bản thân cảm ứng được, vì vậy chỉ nói bình thường. Vạn bối nghe được tiếng bước chân, sự nặng nhẹ trong tiếng bước chân của Ngục Tốt giống với hôm qua. Lệ Vân càng ngạc nhiên nói: ta cũng là người luyện võ mặc dù võ công bị phế nhưng tài mắt cũng lình bẫn phi thường nhưng ta sao không nghe được âm thanh gì vậy nhạc phàm không trả lời sau một lúc quả nhiên có một tên ngục tốt đi tới đưa cơm vào rồi hắn không nhịn được nói ăn cơm đi mẹ nó chứ bọn tù phạm các ngươi đều được ăn ngon như vậy thật không biết bề trên nghĩ gì nữa nhạc phàm đi tới nhận lấy nhìn thấy quả nhiên có dao thịt còn có cả trứng gà nữa so với cơm ăn ở nhà, có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Lệ Vân cầm lấy tô cơm lớn, liền bắt đầu ăn dữ dội, giống như là vài ngày rồi không hề được ăn vậy. Tên ngục tốt chửi rủa vài ba câu rồi cũng không nói gì nữa, lặng lặng thu hồi bát cơm của ngày hôm qua, rồi nhanh chóng rời khỏi. Lệ Vân ăn được một lúc, phát hiện Nhạc Phàm hiện tại vẫn đang nhìn bát cơm, hiếu kỳ nói: "Người sao còn chưa ăn, để nguội sẽ mất ngon đấy." Yên tâm, không có độc độc. Nhạc Phạm nói, Vạn bối nghĩ là nếu xung quân từ nay về sau mỗi bữa đều được ăn ngon như vậy, vạn bối có phải là không nên đi một mình hay không? Ê, không bằng vạn bối gọi cả phụ thân đi cùng luôn. <laughs> Chỉ một câu nói thiếu chút nữa đã khiến cho Lệ Vân phun hết những gì vừa mới ăn ra. <laughs> ta nói, <laughs> người cũng thật là lập dị à. Bởi vì chúng ta là trọng phạm, cho nên mới có thể được ăn thức ăn ngon là bình sĩ sao có thể được ăn ngon như vậy chứ? Hơn nữa, người cũng đừng xem đại ngộ này như là điều được hưởng thụ. Thấy Lệ Vân sặc sụa như vậy, nhạc phàm khẽ nhếch khóe môi nói. Vạn bối chỉ là nói thế thôi, chứ đối với vạn bối mà nói, không gì có thể so sánh được việc có thể hưởng thụ sự tự do tự tại. Đây là lần đầu tiên vào đây mà nhạc phàm có vẻ tươi cười như vậy. Xem ra công phu của người cũng rất lợi hại. Vừa rồi từ xa như vậy mà có thể nghe được tiếng bức chân. Sư phụ ngươi là ai? Sau khi ăn xong, Lệ Vân nằm thẳng người trên đống rơm cô an nhàn, lấy tay xoa bụng, bộ dạng rất có vẻ hưởng thụ. Vạn bối biết bản thân chưa đủ mạnh. Vạn bối không có sư phụ, từ nhỏ đều do phụ thân rèn luyện, đến lúc trưởng thành thì tự bản thân rèn luyện. Nhạc phàm thật tha trả lời. Ồ, oh. Lệ Vân hơi bối rối nói. Ngày hôm qua, thật sự cám ơn người đã nghe ta làm nhảm suốt một đêm. Lâu rồi, không có ai cùng ta nói chuyện. Cho nên khi bắt đầu là ta không thể dừng lại được. <laughs> không có gì. Nói xong, nhạc phàm lại bắt đầu tiếp tục đả tọa tu luyện. Đêm qua khi đả tọa, thì nhạc phàm phát hiện trong thương thế của bản thân chẳng những đều đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa trong cơ thể, đạo tử sắc nguyên khí cũng trở nên dài đặc hơn. Hơn nữa tinh thần lực cũng có thể dần khống chế nó vận hành. Mặc dù rất chậm, nhưng cũng đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Nhớ lại tình huống lúc đó nhạc phàm mới hiểu ra. Bởi vì lúc ấy hắn tức giận dị thường cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Nhạc phàm liền vui vẻ xóa tan hết những nghi hoặc mà tập trung tu luyện. Im lặng một lúc, Lệ Vân đột nhiên từ đống rầm đứng dậy, đi đến song sắt bất ngờ nói. Tiểu huynh đệ, ta muốn nhờ gậu giúp ta giữ một vật. Về mặt lão thay đổi, không còn vẻ chán nản như lúc đầu mà trở nên thật sự nghiêm túc. Nhạc phàm giật mình, dừng việc tu luyện nói. Tiền bối nói trước, rồi văn bối sẽ quyết định. Lệ Vân gật đầu đáp. Ta thấy cậu là người trọng chữ tín, cho nên ta mới nhờ cậu giữ dùm ta. Ta hy vọng cậu có thể giúp ta tìm ra người thân của ta, đưa thư của ta cho bọn họ. Coi như lão nhân này phó tác cho cậu vậy. Tiếng nói có vẻ thê lương vô lực, nhìn vị lão nhân cô độc khốn khổ trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Nhạc phàm cảm thấy thương tâm, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Sau khi thủ hình trở về, Vạn Bối sẽ tìm kiếm giúp Tiền Bối người thân của người. Dù cho chân trời góc biển, Vạn Bối nhất định tìm cho bằng được. Nếu Vạn Bối có chết đi, cũng sẽ phó thác cho người mà Vạn Bối tin tưởng để nhờ họ tiếp tục. Nếu người thân của Tiền Bối đều đã chết, Vạn Bối sẽ mang đốt thứ đó cho họ. Từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ, tràn đầy sự kiên định, Lệ Vân nghe vậy thì nước mắt bất giác ứa ra, tâm nguyện nhiều năm nay của lão cuối cùng cũng ra phó xong. Trong lúc nhất thời kích động phi thường, những nếp nhăn trên khuôn mặt lão đều giãn cả ra. Lão cào hứng nói, cảm ơn, cảm ơn. Sau một lúc cao hứng, Lệ Vân từ từ bình tĩnh lại. Lão im lặng một lúc rồi nói, Tiểu huynh đệ, kỳ thật ta biết mình không còn khỏe nữa. Nhạc phàm gật đầu đáp. Trong cơ thể tiền bối khí tức hư nhược, bệnh tật nhiều năm sắp sửa phát tác. Vạn bối có thể cảm giác được tính mệnh của tiền bối dần dần mất đi. Lệ Vân sừng sốt, lập tức cười khổ nói. Không nghĩ là tiểu huynh đệ còn biết y thuật. Cậu nói không sai. Ta lẽ ra đã chết mấy năm trước, nhưng vẫn còn có tâm nguyện phải làm, cho nên ta vẫn kiên trì tiếp tục sống tới bây giờ. Hy vọng có thể thấy mặt người thân lần cuối. Nhưng ta gần đây cảm thấy mình sắp không qua nổi nữa. Không nghĩ được lúc này lại có cậu bên cạnh. Có lẽ đây là ý trời đã an bài rồi. Tiếp đó lão lấy ra từ trong ngực áo một vật, bên ngoài được bọc bằng giấy dầu, đưa cho nhạc phàm nói. Đây là di thư, ta dùng máu để viết nên. Nếu cậu gặp người nhà của ta, thì nhờ cậu giao lại cho họ. Nói với họ, cho ta xin lỗi họ. Sau khi đưa di thư, Lệ Vân lại gần hắn, nhẹ nhàng nói cho hắn nghe đó là vật gì. Cái gì? Nhạc Phạm nghe xong trong lòng vô cùng chấn kinh hỏi Tiền bối vì sao mà không nói cho người thân của người biết? Lệ Vân cảm khái nói. Thả cả đời này cảm thấy xấu hổ với họ. Ta bây giờ chỉ muốn họ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Đây là tâm nguyện lớn nhất của ta. Cho nên hy vọng cậu không nói cho bọn họ biết bí mật này. Nhạc phàm gật gật đầu. Trong mắt hắn, cuộc sống yên bình mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu huynh đệ, ta cũng có một vật muốn đưa cho cậu. Có lẽ đối với cậu sẽ hữu dụng. Lệ Vân nói với Nhạc phàm: Nằm đó, ta cứu một đại hòa thượng trong tay đám tặc khấu. Lão cũng là một trong những người giang hồ đứng lên tiêu diệt ủy khấu. Lão chính là La Hán Đạt Ma Đường của Thiếu Lâm Tự. Lão không muốn nhắc tới pháp danh của mình, mà chỉ nói mình là một tội nhân. Bởi vì lúc ấy thương thế của lão quá nặng, hơn nữa tâm mạch đã ngừng đập, cho nên ta không thể đưa lão đi cứu chữa được. Lão trước khi chết đưa cho ta một pho tượng Phật bằng ngọc. Chính là tín vật cho đạt ma tôn giả sư tổ của bọn họ lưu lại. Lão phó thác cho ta, giúp lão đem nó trở về thiếu lầm tự. Lúc ấy ta thấy lão cố chấp như vậy, nên đành phải đáp ứng. Chỉ là lúc bấy giờ chiến hỏa không ngừng, ta không thể dứt ra được. Trở đến sau khi ta trở về kinh đô, thì đã xảy ra một loạt biến cố như vậy. Cho nên tới tận bây giờ, ta vẫn chưa có khả năng hoàn thành di nguyện của vị đại sư kia. Trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta hy vọng cậu rời khỏi đây, đem tượng Ngọc Phật hoàn trả lại cho thiếu lâm tự, giúp ta hoàn thành lời hứa nằm đó. Ta sẽ nói cho cậu biết địa điểm cất giữ Ngọc Phật. Cậu phải nhớ thật kỹ đó. Nằm đó, vị đại sư kia trả ơn bằng cách cho ta một thiên kinh văn. Ta đã không thể hoàn thành phó thác của lão, thì ta cũng đem thiên kinh văn này truyền lại cho cậu xem như là vị đại sư kia báo đáp cho cậu vậy đoạn kinh văn là do khi vị đại sư ấy ở thiếu lâm tự trong lúc đọc kinh thư trong tảng kinh các vô tình phát hiện ra một thiên kim cương kinh loại kinh thư này có sự khác biệt so với kim cương kinh lưu chuyển trong thế gian tên đầy đủ của bộ kinh thư này là kim cương kinh trì long cực cửu biến chính là một loại ngoại gia môn công phu cực kỳ lợi hại năm đó ta tu luyện mới đến tầng thứ hai đã có thể trên chiến trường giết địch vô số có thể thấy được môn ngoại gia công phu này quả thực không hề tầm thường công phu này tình không có phương pháp tu luyện cụ thể hoàn toàn là dựa vào lĩnh ngộ của bản thân mặc dù thiên kinh văn này rất đơn giản nhưng chữ nghĩa lại thập phần thâm ảo ta nghiên cứu nhiều năm cũng không thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó. Nửa trước của kinh văn chính là 32 câu kệ kim cương kinh, nhưng nửa sau văn tự mới lạ và khó nhận ra. Câu văn đọc ra lại rất không thuận, ta cơ bản không thể hiểu rõ được. Thời gian của ta bây giờ không còn nhiều, cho nên ta hy vọng cậu chăm chú nghe tà niệm, tận lực mà nhớ kỹ, có thể nhớ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không được cắt ngang khi ta đang đọc trở nên mạnh hơn vẫn là mục tiêu theo đuổi của nhạc phàm. Khổ nỗi là bản thân hắn vẫn chưa tìm ra được công pháp tu luyện, cho nên đến bây giờ cũng chỉ là có thể tự mình tìm kiếm mỏ mẫm. Nghe thấy pháp môn tu luyện ngoại gia công phu, lúc này trong lòng hắn kích động phi thường, đây thực sự đúng là những gì hắn cần. Vì vậy nhạc phàm nhẹ nhàng gật đầu, dụng tâm ghi nhớ. Đặc thủ công phu thiết mặc nghi, nghi tâm nhược khởi tiện đổ mê, hành hành trực thướng sơn đầu khứ, liễu mị hòa mình ngộ tự kỷ tác thiện như đằng bách trích can hà lại dung dịch thượng lai đàn trực tu cần lực hành công quá nhân tú kỷ hy yếu tế tham tất tống quả ngầm bất khả lưu niên liên trích kiến thủy đồng lưu bất tín thí bà thành làng chiếu tích nhật chu nhàn kim bạch đầu phật thuyết ba là mật diệu kinh tiền vô thiên cổ hậu kim chú thành nhân quỷ tể siêu độ công đức như thiên mạc bỉ luân tu thân kiều cực biến làm ngầm kìm thần ngã ngữ chứng thiền địa sau khi yên lặng niệm xong hơn một ngàn chữ ấy thấy nhạc phàm đang nhắm mắt lại yên lặng ghi nhớ lệ vân thở dài một hơi thoải mái sắc mặt lộ ra vẻ hồng nhuận nhạc phàm ngồi bên cạnh yên lặng ghi nhớ cũng như lĩnh hội ý nghĩa thâm sâu trong đoạn kinh văn cho đến lúc ghi nhớ 10 câu cuối thì lông mày càng lúc càng nhíu lại cuối cùng nhạc phàm mở to hai mắt nói Vài câu cuối cùng của đoạn kinh văn này vẫn bối không thuộc lắm, nhưng tất cả đều nhớ rất rõ. Lệ Vân nghe vậy thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hơn một nghìn chữ của Kim Cương Chi Lam cực cửu biến, lão phải mất hơn một tháng mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Không nghĩ là nhạc phàm chỉ là nghe lão mặc niệm một lần mà có thể nhớ kỹ tất cả. Mặc dù vài câu cuối không được thuộc cho lắm, nhưng nhớ kỹ đến mức độ này sao không khiến cho lão cảm thấy giật mình chứ. Lão sững người lại nhìn nhạc phàm, miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Thiền tài, thật sự là thiên tài mà. Nhà phàm tịnh không cần biết mình có phải là thiên tài hay không. Từ khi bắt đầu tu luyện tinh thần lực, hắn phát hiện thấy não bộ của bản thân càng lúc càng linh mẫn, cho nên ghi nhớ ngàn chữ đối với hắn mà nói, không có gì là khó khăn cả. Nhà phàm lại nhắm mắt yên lặng tiếp tục đọc thuộc lòng, sau một lúc hắn mới nói, vạn bối đã nhớ kỹ rồi, sẽ không bao giờ quên được. Lệ Vân phục hồi lại tâm tình, chậm rãi nói, bản kim cương kinh chi long cực cử biến này phải tự mình lĩnh ngộ, ta cũng không thể dạy cho cậu điều gì. Bất quá ta hiểu được mấu chốt, chính là ở mười câu kinh văn cuối cùng. Nằm đó ta cũng chỉ lĩnh ngộ được nửa đầu tiên của đoạn kinh văn này, chính là luyện thể tu thân, đoán cần luyện cốt, kim thần hộ thể, mà ta chỉ tu luyện đến đoán cần luyện cốt là không thể tiến thêm được nữa. Cho nên, mười câu kinh văn sau cùng, hy vọng cậu có thể lĩnh ngộ được nó xem như giúp ta hoàn thành chút tiếc núi nhỏ này. Lệ Gia Gia yên tâm, còn sẽ lĩnh hội được. Nghe nhạc phàm xưng hô như vậy, Lệ Vân tâm thần chấn động, vẻ mặt mơ màng lẩm bẩm nói. Gia Gia, hắn gọi ta là Gia Gia ừ. Đúng vậy, Lệ Gia Gia. Nhạc phàm khẳng định. ha, 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 ha. Lệ Vân cười to nói. Ta cũng có người thân rồi, không nghĩ là trước khi chết ta lại có người thân bên cạnh. Ha, 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 ha. Từ chỗ huyền thành đến hình bộ nha môn ở Kinh Đô, chỉ cần lộ trình 2 ngày. Đợi công văn về xuống và phản hồi về, tổng cộng cũng hết thời gian 4 năm ngày. Nhạc phàm đã nằm trong nhà giam được 2 ngày. Thời gian này hắn không tu luyện quên mình như trước đây, mà liên tục bầu bạn với lão nhân. Đợi cho lão nghỉ ngơi mới bắt đầu tu luyện. Tả nhớ có một lần hung hiểm phi thường, một vài tên uy khấu từ bờ biển lén nút xâm nhập vào thành ngụy trang dưới dạng lão bách tính nhằm tìm hiểu quân tình lúc ấy bọn ta trong thành phát hiện được liền tóm ngay bọn chúng dùng nhiều phương pháp mới có thể từ miệng bọn chúng mà biết đại quân viện trợ của chúng đang nhanh chóng tiến đến do đó ta cùng vài huynh đệ bố trí cơ quan và dầu lửa ngoài bờ biển cuối cùng cũng khiến chúng không còn manh giáp thật là thống khoái ha, 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 ha sau đó bọn ta thửa thắng truy kích đuổi thẳng ra biển mà tiêu diệt toàn bộ bọn chúng nhưng sau đó thuyền bị phá vỡ có vài huynh đệ tốt của ta trực tiếp bị chết trên thuyền ta mặc dù may mắn không chết nhưng lại lâm vào cảnh nguy khốn lúc ấy bên người ngoài một tấm ván thuyền thì chẳng còn lại cái gì cả hai ngày sau ta trôi giạt đến một hòn đảo bất quá nơi đó rất hoang vũ. phi cầm thú vật dù chỉ một con cũng chẳng có Ta đợi 5 ngày trên hòn đảo đó, cuối cùng thuộc hạ của ta cũng tìm ra ta. Nhạc phàm chăm chú lắng nghe Lệ Vân kể về chuyện xưa. Chẳng những được mở rộng kiến văn, mà còn học được nhiều thứ mà bản thân trước kia chưa từng biết đến. Cầu sinh trên biển, cô đảo cứu viện, tâm lý chiến đấu với địch nhân, trong lòng hắn biến chuyển không ngừng. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất là sát trận chi pháp trên chiến trường như bát trận đồ, thất sát trận, uyên ương trận, vân vân. Việc đó đối với chuyện bình thường đi săn dùng cạm bẫy thì khác biệt vô cùng, khiến hắn cảm thấy có ích rất nhiều. Đối với phương pháp cài đặt cạm bẫy đúng là có sự khai mở rất lớn. Lệ Vân trên chiến trường có thể nói là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Nhà phàm ngồi bên cạnh thỉnh giáo giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thu tri thức. Thấy cái gì hữu dụng thì ghi nhớ lại, cái gì vô dụng thì không lưu tâm đến. Trong ngôi nhà nhỏ trên sườn núi, lý đàm đang ngồi trên giường cầm truy thủ vót tên tre trong lòng thầm nhủ tiểu phàm đi đã ba ngày rồi dù có bị tô lão lưu lại để cùng ăn tết thì giờ cũng phải trở về rồi không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không hai ngày trước tiểu nhã có ghé qua hỏi ông xem nhạc phàm có mang kẹo quý hoa về không sau lại thấy nhạc phàm vẫn chưa về nên nó liền bỏ chạy nhanh về nhà trên mặt đầy nước mắt đã mấy ngày trôi qua Nhạc Phạm vẫn không trở về. Lý Đàm biết, Nhạc Phàm là một đứa bé biết chuyện, sẽ không có chuyện hắn không nói gì mà đi lâu như thế. Từ lần trước tu luyện một tháng mà không có tin tức gì, Nhạc Phàm đã không làm cho phụ thân lo lắng nữa. Nhưng hiện tại ba ngày đều không có tin gì, làm sao không lo cho được. Cho dù Nhạc Phàm mọi thứ đều biểu hiện rất tốt, nhưng trong mắt Lý Đàm, hắn dù sao cũng chỉ là một đứa bé mới 15 tuổi. Lý Đàm càng nghĩ càng lo lắng, tâm thần không thể tập trung, Xoẹt một tiếng, tiểu đao đã cắt trúng vào tay trái, máu nhỏ xuống mặt đất. Lý đàm nhíu mày, đưa ngón tay lên miệng ngậm lại, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Lý ra, lý ra, không hay rồi. Nhạc phàm tiểu ca xảy ra chuyện rồi. Vừa ra cửa, ông đã nghe tiếng người kêu lớn. Lý đàm chấn động trong lòng, dự cảm bất an mãnh liệt cuối cùng đã tới. Vì thế ông liền tiến lên phía trước. Người đến là đứa sai vật của tô ký trả lâu, Lý Đàm có gặp qua nó vài lần nên tự nhiên nhận ra. Lý ra, tô lão Gia bảo cháu đến gặp người. Lý Đàm vung tay ngắt lời nó. Nói thẳng ra đi, tiểu phàm xảy ra chuyện gì, hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Đứa giai vật liền vội nói. Nhà phàm tiểu ca bị người nha môn bắt đi rồi, vẫn chưa nguy hiểm nhưng nghe nói là bị xung quân. Lý Đàm nghe hải tử của mình tạm thời chưa gặp nguy hiểm, lo lắng trong lòng cũng vơi bớt cho nên hạ tay xuống nói nhanh. Đi, đến trả lâu rồi nói sau nói xong ông vội vàng chạy xuống chân núi đáng thương cho đứa bé vừa mới trèo lên núi lại phải chạy xuống nhưng nó không thể chạy sát theo được lý đàm tốc độ kinh người nhanh chóng chạy vào thành còn đứa sai vật sớm dùng hết sức lực thật sự không thể bước nổi nên thở nặng nhọc nói lý ra người đi trước đi cháu tự đi về được lý đàm thấy thế lập tức quay trở lại ông không nói gì vội cõng nó lên nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước chữ huyền thành bên trong tô ký trả lâu đứa sai vặt mặt mày trắng bệch nói không ra hơi lão lão ra lý ra đến tô phóng hào nghe thế vội vàng từ trong phòng đi ra thần sắc nhẹ nhàng nói với nó người đi nghỉ ngơi trước đi đã làm khổ ngươi rồi đứa bé vội vàng cáo lui đại sảnh chỉ còn lý đàm và tô phóng hào lý đàm yêu con vô cùng nóng lòng vội hỏi tổ lão tiểu phạm đó rốt cuộc thế nào rồi rốt cuộc là sao rồi? Tô Phóng Hào kéo Lý Đàm ngồi xuống nói. Ông trước tiên đừng quá lo lắng, tiểu phàm hiện tại không nguy hiểm. Ngồi xuống lại nói. Mấy ngày nay ta nghe mọi người nói về một thiếu niên tóc bạc. Sau khi nghe ngóng ta mới biết vốn là tiểu phàm đã xảy ra chuyện. Ba ngày trước, tiểu phàm từ hậu viện của ta đi ra, đi về phía khu đông. Rồi ông kể rõ mọi sự xảy ra ngày hôm đó Chát, một trường đập mạnh lên bàn khiến cho cả phòng vang vọng. Lý Đàm đứng vọt dậy, hai tay nắm chặt, trong mắt hàn quang sáng rực, giận dữ nói. Thật là vô sỉ, chẳng lẽ không còn vương pháp hay sao? Tô Phóng Hào lần đầu tiên thấy Lý Đàm giận dữ như thế. Lão sừng sốt một lúc, rồi sau đó an ủi. Lý Đàm, trước tiên hãy bình tĩnh, chúng ta nghĩ cách đã. Lý Đàm cũng nghĩ một hồi, bản thân trở nên tỉnh táo, vì thế mới ngồi xuống hỏi chúng ta có thể đến kinh đồ tố cáo không? Kháng án cho tiểu phàm. Tô Phóng Hào lắc đầu nói. Ê, ta sống trong thành đã nhiều năm. Đối với tình huống này cũng khó mà giải quyết được. Như ta biết, chữ huyền thành thuộc sự quản hạt của vài thế lực triều đình và đám quan quyền quý có quan hệ phức tạp phi thường. Biểu hiện bên ngoài nhìn có vẻ rất bình yên, nhưng thật sự luôn có sóng ngầm chuyển động. Một chuyện không tốt cũng có thể mang họa đây chính là nơi tụ bảo chi địa của các đại thế lực trong triều những kẻ có tiền đặc biệt xuất hiện rất nhiều lại được sự bảo hộ của các thế lực triều đình chỉ cần có tiền là được an toàn cho dù ông có thể tố cáo về kinh đô nhưng hiện tại trong triều hỗn loạn vô cùng muốn tố cáo căn bản là không có khả năng ơi Úi... lão nói xong liền thở dài nặng nề Lý Đàm trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Hiện giờ bọn chúng chuẩn bị phán tiểu phạm tội gì? Nếu muốn nói đến tiền, ta sẽ cố tìm biện pháp. Tô Phóng Hào lắc đầu nói. Bọn chúng chuẩn bị xử tiểu phạm xung quân 4 năm, đưa đến biên hoàng chịu khổ dịch. Nếu chỉ là đưa tiền thì không phải là vấn đề, ta có thể gom góp được. Nhưng bọn chúng mặc dù đưa án không phải là quá nặng, nhưng không phải có tiền là giải quyết được đặc biệt là có mặt thái thiếu gia và triệu gia công tử gây áp lực vào lý đàm nghiến răng nắm chặt tay vẻ mặt đầy sát khí trong lòng phẫn nộ không thể thốt lên đời ông cố gắng khống chế tình cảm bản thân lại vội hỏi vậy có biện pháp nào có thể cứu tiểu phạm ra không tô phóng hào suy nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu trừ phi thái thiếu gia và triệu công tử buông tha tiểu phàm còn không thì không có cách nào hết lý đàm hừ lạnh nói nếu bọn chúng không chịu buông tha tiểu phạm, ta sẽ cướp ngục, rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Tô Phóng Hào liền khuyên can. Ông không nên kích động như thế. Nếu ông thất bại, cả ông và tiểu phàm đều bị phán là tử tội. Tính ra, nếu có thể cứu tiểu phàm ra rồi sẽ như thế nào? Chẳng lẽ các người phải sống cuộc đời trốn tránh như thế sao? Ta thấy đợi khi gặp được tiểu phàm hãy nói, cho dù tính đến chuyện xấu nhất, sùng quần bốn năm rồi cũng trở về so với chạy trốn khắp nơi cũng là tốt lắm rồi. Ông cần phải tính cho kỹ mới được. lấy làm sững người, thầm nghĩ. Đúng rồi, tiểu phàm còn trẻ như thế. Nếu chạy trốn khắp nơi, ta sao có thể nói về mẫu thần của nó? Ta lúc này sao lại kích động như thế được? Kỳ thật, mọi người đều có tình cảm. Thấy người thân gặp chuyện mà có thể bình tĩnh sáng suốt, người đó chắc chắn trở thành tiên mất rồi. Bình tĩnh nén phẫn nộ trong lòng. Rồi ông tỉnh táo nói cảm ơn tô lão nhắc nhở sau này ta sẽ cố gắng bình tĩnh nếu không sao cứu tiểu phàm ra được chúng ta trước tiên cô nghĩ ra biện pháp gặp được tiểu phàm rồi tính vậy tổ phóng hào gật đầu nói ông có thể nghĩ như thế ta cũng rất yên tâm đi trước tiên hãy đến nhà môn gặp tiểu phàm rồi hãy nói tiếp bên ngoài nhà môn lý đàm cùng tô phóng hào đứng ở cửa một hồi lâu nhưng không ai chú ý đến họ sau khi tô phóng hào dùng một ít bạc mãi lộ mới có thể nhờ người gửi lời đến tri phủ đại nhân. Trong phòng làm việc của nha môn, Lý Đàm và Tô Phóng Hào ngồi một bên chờ đợi, cứ cầm chén trà lên rồi lại bỏ xuống, trong lòng lo lắng phi thường. Ồ, oh, không phải là Tô Lão bàn của Tô Ký trả lâu hay sao? Sao lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này? Thật là hứng thú mà. Chi phủ mặt vui vẻ đi từ bên trong ra. Tô Phóng Hào đứng dậy chặt tay nói. Chi phủ đại nhân khai ký rồi. Thảo dân hôm nay đến có chuyện muốn thỉnh cầu, mong đại nhân có thể giúp đỡ nói xong lão rút từ tay áo ra vài tấm ngân phiếu nhét vào tay chi phủ chi phủ vừa thấy liền nghĩ thầm sáu tấm ngân phiếu mỗi tấm cũng một trăm hai đây tuyệt không phải là con số nhỏ xem ra việc tô lão bản này nhờ vả có chút phiền phức cả vì vậy lão đưa tay đẩy ra nói Tổ lão bản có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói ra nếu ta có thể giúp thì sẽ không chối từ lời nói ra đã có ý rằng bản thân năng lực có hạn có một số việc không nhất định có thể giúp được, cho nên số tiền đó cầm trước thật không hay. Làm không được thì thật xấu hổ. Tổ phóng hào hiểu ra, vì vậy đưa tay nhận lại, mỉm cười nói. Đại nhân thật là xả quái, vậy ta nói thẳng luôn. Mấy hôm trước trên đường lớn có một thiếu niên tóc bạc gây sự, sau là bị quan sai nhà môn bắt đến đây. Không biết đại nhân đối với việc này có ấn tượng gì không? Chi phủ giật mình nghe hoặc nói. Đúng là có chuyện này, nhưng mà có liên quan gì tới ngươi? Tô Phóng Hào chỉ Lý Đàm giới thiệu. Vị này chính là bằng hữu của Thảo Dân, tên Lý Đàm, chính là phụ thân của thiếu niên tóc bạc đó. Lý Đàm tiến lên hành lễ nói. Thảo dân Lý Đảm là cha của Lý Nhạc Phạm, xin ra mắt Chi Phủ Đại Nhân. Chi Phủ lúc này mới chú ý Lý Đảm đứng bên cạnh. Lão nhìn từ trên xuống đánh giá một lượt thầm nhủ. Người này da rẻ ngăm đen, thân mặc áo thợ săn, nhìn qua thấy tinh thần lão luyện, vẻ mặt cũng rất giống Lý Nhạc Phạm, chỉ là so với hắn thì cương nghị hơn nhiều xem ra hắn đúng là cha của tên nhóc cường tráng đó lão nhớ lại lúc lý nhạc phàm đại náo công đường hung hãn như thế nào lại thấy hình ảnh của phụ thân hắn hiện tại nghĩ rằng khả năng của lý đàm tuyệt đối không thua nhi tử trong lòng nghĩ như thế lão liền trở nên khẩn trương chi phủ vẻ mặt khó xử nói lý nhạc phàm hắn đắc tội với hai người quyền quý nhất vùng bọn họ đã định tội lý nhạc phàm thì ta không dám đắc tội vậy nên hai người về đi ta không thể giúp được so với lúc trước thì thái độ của chi phủ không tốt lắm nhưng lý đàm vừa muốn nói tô phóng hào lập tức chen vào đại nhân không cần khó xử chúng ta thật ra không có ý đó ta và lý đàm chỉ muốn thăm tiểu phạm một chút tuyệt đối không gây phiền phức cho đại nhân hy vọng đại nhân có thể chầm trước lão nói xong liền đưa ra mấy tấm ngân phiếu vừa rồi chi phủ nhìn chằm chằm vào sấp ngân phiếu lòng thầm nghĩ dù sao như vị công tử chỉ là muốn xử tội tiểu tử đó, cũng không cấm cho người khác vào thăm. Nếu có biết được, nghĩ cũng không hỏi tội ta đâu. Tô Phóng Hào thấy Chi Phủ không lên tiếng, lại đưa ra thêm 6 tấm ngân phiếu nữa. Chi Phủ lập tức mặt mày hớn hở thầm nghĩ. Tổ lã bản này thật là biết chuyện mà, bất quá không nên lộ liễu quá như thế. <laughs> Tổ lã bản quá khách khí rồi, mặc dù không giúp được Lý Tiểu Huynh Đệ, nhưng cho các người vào thăm, chuyện nhỏ này ta có thể giúp được. Hơ <laughs> lão mồm miệng dẻo kẹo đầy thủ đoạn gây khó dễ người khác thu liễm tiền tài của cả hai bên thật đúng là với tiêu chuẩn của quan tham thấy biểu hiện của tri phủ như thế tô phóng hào trong lòng thầm chửi nhưng vẫn khách khí nói vậy phải làm phiền đại nhân rồi trong thiết lao lệ vân giống như một ông thầy giáo không ngừng giảng giải cho nhạc phàm về trận pháp biến hóa và tình thế chiến đấu trên chiến trường lão đang giảng giải hứng thú đột nhiên nhạc phàm đứng dậy nhìn về phía cửa nhà giam lệ vân sững người thấy hành vi của nhạc phàm như vậy liền biết rằng nhất định có chuyện xảy ra vì vậy lão tò mò hỏi tiểu phàm có chuyện gì thế có ba người đang đến trong đó có hai người là cha con và tô gia gia lệ vân nói có vẻ ngoài ý muốn vậy mà con có thể nghe ra được ư ha, ha, ha. xem ra người thân con đến tầm con nếu có thể đem con ra ngoài thì quá tốt nhạc phàm nhẹ lắc đầu nói con sẽ ở đây chăm sóc người lệ vân sững người trong lòng rất cảm động lão đương nhiên biết nhạc phàm ở lại là muốn ở bên cạnh lão trong những ngày cuối đời lão lão thở dài nói ai ta biết tâm ý của con nhưng có thể ra thì cứ việc đi dù sao sớm muộn gì con cũng rời khỏi đây mà nhạc phàm không trả lời nhưng trong ánh mắt đã có đáp án chắc chắn chỉ trong chốc lát cửa ngục mở ra ngục tốt nói vào nhanh đi chỉ có thời gian nửa khác thôi nói nhanh rồi sớm mà đi ra đấy Lý Đàm tiến vào, phát hiện ra nơi này cũng không quá khổ cực như mình tưởng tượng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng ông thấy quần áo con mình rách nát, tóc trắng sổ ra dối bời, lập tức cảm thấy đau xót. Nhạc Phạm cứ đứng yên, thấy phụ thân tiến lại, lời vừa lên đến miệng nhưng lại không biết nói ra như thế nào, chỉ yên lặng đứng đó mà nhìn. Lý Đàm cũng yên lặng đứng đó, thấy hài tử của mình như thế thì không biết hắn tốt hay xấu nữa. Tổ phóng hào thấy như thế thì chẳng ra sao, nên ho khan hai tiếng rồi nói. <laughs> tiểu Phạm chuyện của con chúng ta đều biết rồi. Chúng ta đang tìm cách cứu con ra. Nhạc phàm ái nái nói. Cảm ơn Tô Gia Gia. Con có phải đã mang nhiều phiền phức cho mọi người rất nhiều không? Lý Đàm phẩy tài nói. Con không có gì sai cả. Cho dù có đỗi cũng không cần hối hận. Chúng ta hiện giờ nên tính kế hoạch sau này. Thấy con mình vô sự, ông cũng hồi phục lại sự tỉnh táo của một thợ săn. Tổ phóng hảo nói, chúng ta đã nghe chi phủ nói, lần này con đắc tội với đám quyền quý trừ phi chúng buông tha cho con còn không muốn cứu con thập phần khó khăn cho nên con phải có kế hoạch tính toán mà hành động cho tốt nhạc phàm nói xung quân bốn năm cũng không có gì coi như là một loại khổ luyện thôi chỉ là không cần nói ta biết con muốn gì lý đàm ngắt lời nói tiểu phàm nếu con không muốn đi ta cũng cố tìm cách cứu con ra cho dù là chạy trốn chân trời góc biển cũng không sao ngữ khí rất kiên định khiến cho nhạc phàm thấy phát run sợ cha văn tiên sinh và tiểu nhã cũng cần người chiếu cố chúng ta không thể bỏ rơi họ lý đàm trầm mặc trong một lúc ngục giam trở nên yên tĩnh tổ phóng hào phá vỡ sự yên lặng tiểu phàm theo thói quen ở nơi này chúng có dùng hình với con không nhạc phàm cười nói con ở đây cũng tốt lắm hơn nữa bữa ăn cũng rất ngon bình lý đàm hung hăng đấm mạnh hắn một cái hơi đùa làm ra vẻ tức giận nói vậy thằng ngốc ngơi ở đây cả đời luôn đi lập tức không khí nặng nề trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều ha 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 hà lệ vân cười nói lão nhân ta đã lâu không thấy tình cảnh ấm hạp như thế mọi người giật mình nhạc phàm lập tức giới thiệu lá nhân ra đây là lệ vân ra ra mấy ngày nay chẳng những chiếu cố cho con lại còn chỉ dạy cho con rất nhiều lấy đàm lập tức bước lên hành lễ nói đà tạng lệ vân lắc đầu nói ha ha, ha. Hai tử này khiêm tốn quá Mấy hôm nay toàn là nó chiếu cố chăm sóc ta, bằng không ta lão cốt đầu này đã sớm tiểu mất rồi. Sau khi bàn chuyện, Lý Đàm và Tô Phóng Hào liền đi khỏi, nhưng Lý Đàm trong lòng không cam chịu, thầm nghĩ. Vẫn còn thời gian vài ngày, để nghĩ biện pháp khác xem. Đợi hai người Lý Đàm và Tô Phóng Hào rời khỏi, Lệ Vân mới nói. Còn có một người cha rất tốt. Dạ, cha chính là niềm tự hào của con. Nhạc Phạm Kiều Hạnh nói. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 7 của Thương Thiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8.